Zika Audio. Nghe chưa đủ, hãy xem phim. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, hôm nay Zika Audio sẽ giới thiệu đến các bác màn ghép hai súp điện bắt 40 cao cấp của dòng JBL, mã là 81525 mã. Là dòng bắt 40 đối đất cực kỳ là cao cấp tại Zika Audio đã cung cấp ra thị trường suốt thời gian qua. Vâng, cái dòng súp JBL 340 này đã đứng vững trên thị trường rất là lâu và bên em cung cấp ra thị trường thì dòng này rất là chất lượng. Hôm nay bên em đã phối ghép hai súp cùng một lúc để thử cái chất âm. Vâng, rất nhiều anh em có trao đổi hướng dẫn cách kết nối súp điện kết nối cùng một lúc hai ba quả. Thì hôm nay bên em sẽ lôi ra hai quả súp JBL 815-340 bắt đối đất này để em giới thiệu đến các bác. Vâng, dòng JBL 815 này thì cực kỳ là chất lượng rồi ạ. Vâng, em không phải nói nhiều, cái dòng này thật sự tất cả các bác khách hàng đã từng sở hữu đều rất là ưng, với chất âm rất là tròn, gọn và uy lực. Vâng, để nói có thời gian ghép như thế này thì không phải là nhiều, thì khi bên em rất là bận ghép rất là ít những lúc ghép như thế này. Hôm nay có một chút rảnh thì em sẽ phối ghép hai số điện cùng một lúc. Và dưới đây là em đang phối ghép trực tiếp các bác nhé, hai súp cùng một lúc đấy ạ. Hai súp này mà bánh trong không gian 100m2 thì không biết là chất lượng cái không gian đấy như thế nào ạ. Vâng, quá là khủng khiếp. Để nói hai súp này ghép vào nhau thì không khác gì khủng long bạo chúa đấy ạ. Đặc biệt cái dòng 815-340 này được thiết kế mặt kính chống chịu lực ở phía trên rất là đẹp, rất là sang trọng. Xung quanh được thiết kế bởi cái màu vân gỗ cực kỳ là đẹp, sang trọng nữa. Còn đây em đang kết nối với cái đẩy Fiso K950 hai kênh. Còn vang cơ lai số WeWood. Mã là VHL tem 91 ạ. Vâng, và một đôi la full WeWood VA12, thương hiệu Mỹ rất là nổi tiếng trên thị trường. Vâng, để phối ghép thì em đang hình thức phối ghép với hai dạng khác nhau, hai hình thức kết nối khác nhau. Và một bên là em lấy trực tiếp từ đằng sau cờ đỏ đen của đây và em đấu. Đây là một đấy từ hình thức kết nối. Vâng, chất âm thì quá khủng khiếp luôn ạ. Vâng, là mã 815-2 là mã. Vâng, và một bên em kết nối từ đằng sau vang. Em lấy một tín hiệu từ đằng sau vang đây ạ. Vâng, ra Canon ra AV. Và em đưa sang súp bên cạnh. Vâng, tín hiệu bằng dây AV. Cũng rất là đơn giản, nói chung súp điện rất nhiều hình thức kết nối. Thì em đang bật trực tiếp luôn, kết nối hai súp. Vâng, thì em hướng dẫn luôn cái hai hình thức kết nối. Một là sau đẩy và một là sau cờ đỏ đen. Mình quay ra phía sau đẩy và sau vang đi ạ. Rồi một suốt em kết nối bằng jack Canon ra ba sen nhé, phía sau vang nhé. Và một suốt em kết nối bằng cờ đỏ đen. Vâng, đây là suốt điện rất dễ kết nối đi ạ. Nhiều bác thắc mắc biết kết nối làm sao. Vâng, kết nối cờ đỏ đen rất là đơn giản. Và đây là hai hình thức kết nối các bác có thể tận dụng được. Một hình thức nào kết nối phù hợp với thiết bị điện gia đình. Vâng, và bây giờ em đang vừa ghép đây trực tiếp luôn. Sau một quả súp 815-25-240 đối đất đấy ạ. Vâng, bát nằm dưới hầm dưới đất đối đất và được bảo vệ bởi bốn cái chân rất chắc chắn. Vâng, đang đặt đấy ạ. Vâng, đây là kết cấu của hai cái súp.
giờ chúng ta tận hưởng chất nhạc của cái hai cái group này kết hợp với nhau. Vâng, em chia sẻ đến các bác một cách kết nối nữa, nối tiếp từ trầm sang trầm, từ số điện sang số điện. Vâng, thì số điện thì nói chung là kết nối rất là đơn giản, ở đâu có tín hiệu ra là ở đó có thể kết nối được trầm, được cả với loa kéo, những cái thiết bị khác mà có đầu ra mà muốn thêm trầm vào đều kết nối được. Còn thế này em đang kết nối tiếp từ trầm bên này sang bên này bằng cầu đỏ đen. Riêng cầu đỏ đen này các bác phải đấu một âm một dương nhá thì cái cầu đỏ đen nó mới hoạt động. Đấy, còn riêng cái cổng AV hoặc là bass sen ấy thì là chỉ cần một dây thôi, vì là đây là mono bass, nó chỉ chạy một bass thôi. Vì thế mà có thể kết nối vào chỉ cần một dây hoặc sen. Nhưng đặc biệt cầu đỏ đen thì các bác phải một âm một dương. Đấy, em đang kết nối tiếp đây ạ. Đây, em đấu cầu đỏ đen phía bên tay phải đây ạ. Cũng một cầu đỏ đen, và sang bên đây cũng là một cầu đỏ đen. Đấy, thì là cái xúc điện hoạt động khi mà chúng ta để cạnh nhau, mà chúng ta nói chung là lười. Các bác lười mà không muốn đấu từ đằng sau đây, mà để cạnh nhau các bác có thể kết nối bằng thêm một cái dây tín hiệu nữa, từ trầm sang trầm. Đấy, rất là dễ. Đây em đang kết nối một cái dây tín hiệu chính từ đằng sau đây, cũng bằng cầu đỏ đen. Và giờ đây em sẽ cùng các bác quay ra sân khấu phía trước để trải nghiệm cái đôi súp JBL 815-340 đối đất với một chất âm uy lực khi mà hai trầm kết hợp với nhau để xem chất trầm được quyện vào nhau ra làm sao. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại sân khấu, bên em ghép hai cái súp điện này JBL 340 mã là 815-25A. Vâng, thử kết hợp giữa hai tiếng bass với nhau. Cực kỳ là uy lực, mới dùng một chút công lực thôi ạ. Vâng, em thử tắt một chút đi nhá. Vâng, em đã tắt một chút đi rồi ạ. Vâng, bây giờ em mở một chút lên để hai cái cùng quyện vào với nhau. Các bác quý vị và các bạn cùng trải nghiệm nhé. Rồi, em đang phối ghép với hai súp kết nối với nhau luôn ạ, nối tiếp luôn ạ. Vâng, hai cục đẹp như một luôn, sự kết hợp hai tiếng bass quyện nhau nghe rất là dễ chịu. Vâng, rất ít bác khách hàng có được sự trải nghiệm hai cái súp điện cao cấp này ghép cùng một lúc, thì các bác hãy qua nhập vào kênh JK Audio để các bác được trải nghiệm rất là tiện và được nghe chất âm của hai bass kết hợp. Vâng, bác nào muốn sở hữu một trong hai súp này thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube nhé. Bên JK Audio sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác. Và các bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh YouTube JK Audio để được cập nhật video mỗi ngày. Và hôm nay em cũng quay một video cũng gọi là vừa hướng dẫn vừa thử sức mạnh của hai súp. Thì ông cho em xin phép dừng video. Và sau cùng thì em chúc tất cả các bác mọi người tổ quốc sức khỏe dồi dào, vâng, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.